Lục tủ lạnh còn trái bắp Mỹ sắp hư tới nơi rồi nên phải làm nhanh. Mình sẽ làm cái món là bắp đút lò phô mai. Đầu tiên thì lấy hạt bắp ra nè, mình rất là thích cái công đoạn này. Lấy hết thì được một cái chén đầy như vậy đây. Rồi bây giờ bắt chảo lên bếp. Lục lại còn có một ít bơ cho hết vào luôn. Mình dùng bơ lạc nha. Bơ tan rồi thì cho hết phần bắp vào và xào. Gia vị nêm nếm vào đây thì có một xíu muối với một ít tiêu thôi. Rồi đảo đều cho bắp nó thấm đều gia vị. Đảo liên tục như vậy để không có bị cháy nha. Và đảo tầm 5 phút thôi là được rồi. Bắp sau khi xào với bơ thì mình sẽ cho ra một cái tô sứ hoặc sành hoặc thủy tinh, hoặc là cái đồ nào mà chịu được nhiệt ở trong lò nướng. Rồi tiếp theo thì rắc đều phô mai lên trên cái mặt bắp. Phô mai mozzarella nha. Bỏ nhiều hay bỏ ít là tùy sở thích thôi nè. Rồi cho vào lò nướng trong khoảng 7-10 phút 200 độ. Và đây thành phẩm đây, quá trời là thơm luôn. Phô mai nó cũng chảy ra hết rồi. Món này làm cực kỳ đơn giản, nhanh gọn lẹ mà thành phẩm thì rất là ngon. Mới mang ra nóng hổi phỏng tay luôn nè. Phô mai kéo sợi mặn mặn béo béo, thêm phần bắp ngọt, ăn rất hay, rất là cuốn luôn.